đánh em đánh vô chỗ hiểm. Chỗ hiểm. Đẩy ghê lắm. Mỗi lần đánh em là em phải lấy tay che hạ một chút. Làm gì làm. Thời nghiệp em quá 12 bánh nước. Rồi, bây giờ hết chưa? Đã chưa? Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các vị khán giả. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Trần Văn Mạnh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang kinh doanh ạ. Kinh doanh? Dạ. Mạnh kinh doanh bên lĩnh vực nào? Bên tạp hóa ạ. Hàng hóa, dạ. Hóa đúng không? Dạ. Còn em? Em tên Nguyễn Thị Tố Như, 26 tuổi, đang làm kỹ sư. Dạ. Như thì là kỹ sư, dạ. Mạnh là kinh doanh. Dạ, em kinh doanh tại nhà. Vậy thì hai bạn gặp nhau thế nào ta? Hai vợ chồng quen nhau trong trường hợp là đi mùa hè xanh, cùng đội với nhau. Trong đời của em có một bạn có tình cảm với bạn này, nhưng bạn đó không dám nói, nhưng bạn đó nói với em. Thì lúc đó em không nói cho bạn kia biết là em cũng thích cô này. Lúc đó em nghĩ trong đầu là nếu bạn kia mà nói trước mình á thì em cũng xin rút lui, thì em cũng không tin tới làm gì nữa. Nhưng bạn kia không nói, mấy vừa coi em mới nghĩ trong đầu mẹ mày không nói tao nói. Đúng rồi. Rồi giờ em nói gì? Em nhắn tin mình thấy thích bạn. Em mới nói là thôi bây giờ ở chiến dịch hệ xanh á thì mình không có nói tới chuyện này, để sau này về thành phố đi rồi có gì tính sau. Bao lâu thì chính thức là yêu nhau? Một tháng sau chiến dịch ạ. Một tháng. Vậy là yêu nhau bao lâu? Dạ 6 năm ạ. Trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á, chồng em có say nắng một bạn nào khác không? Dạ có ạ. Trong hội đồng hương của anh á thì có đá banh, thì cũng có đội nam đội nữ đó, thì gặp bạn này nói chuyện cũng hợp tính, rồi cũng có say nắng không anh? Cũng có. Em thì đi đá banh thì em gửi đồ cho cô cầm thì cứ cầm riết rồi cũng quen, nói chuyện hoài, nói chuyện tới sáng không cho hết chuyện rồi. Thì có hôm đó thì vô tình lúc đó em đang nói chuyện với cô ấy thì vợ em cũng đăng nhập cái nick Facebook của em luôn. Rồi xong. Ngồi nghe em với cô ấy nói chuyện, vợ em ngồi đọc. Vui ha. Thì lúc đó vợ em sao? Cũng nổi điên. Nhưng mà không có chen vô để hai người nói, mình đọc. Xong cuộc nói chuyện đó thì em điện thoại em hỏi anh là ngày mai anh có bận gì không? Thì anh nói ngày mai anh hẹn một cái người bạn là bạn thân của anh là con trai á, đi uống cà phê. Thì em thấy đó là không được rồi, nhưng mà vẫn cứ để cho đi. Qua ngày hôm sau em mới gặp, em mới hỏi bây giờ anh có cái gì nói dối em không? Thì anh nói đi. Không nói. Cái em mới nói là em đọc tin nhắn của anh rồi, em biết rồi. Nếu bây giờ anh không nói thật với em thì em gọi cho người ta em hỏi luôn. Thì anh cũng cho em số điện thoại, em gọi em hỏi. Thì cô này cũng khai thật, cũng nói là có gặp nhau. Chồng hết rồi mà. Em kể cái này chính xác hơn, tại vì cái cô ấy á nói là anh có bỏ chị theo em được không, chị đó tính cộc cằn bỏ thủ quá khó chịu lắm. Em mới nói là thôi không được đâu, anh chót dại rồi, bây giờ em nói giùm anh đi thì anh không bỏ được chị ấy đâu. Anh chót dại với em rồi, coi như là anh xin lỗi em, anh cũng có lỗi với em. Thì em cũng năn nỉ cô ấy, nói thẳng ra là em năn nỉ cô ấy luôn, là làm sao mà nói tốt cho em, là hôm sau là hẹn ba người gặp nhau á, ba mặt một lời nói chuyện với nhau á. Là năn nỉ là gặp vợ em này, nó tốt, là anh ấy không có gì đâu, anh ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi. Mà đúng là em nói chuyện bình thường nhưng chưa có cái tình cảm gì hết. Nhưng mà cô ấy cũng có ý với em, cô ấy cũng nói hỏi thẳng em luôn là bây giờ anh có bỏ chị ấy theo em được không? Thì em cũng trả lời thẳng với cô ấy là không. Không. Rồi thì tốt rồi. Thì bao lâu thì các em mới cưới nhau? À dạ, cái đợt ghen nhau đó là 3 năm rồi, 3 năm sau là cưới. Vượt qua quá nhiều thử thách để mà sau khi cưới nhau. Anh ấy còn tìm một người bạn nào để mà gọi say nắng nữa hay không? Cái này thì tụi em mới cưới nhau được 7 tháng thì hiện tại em chưa phát hiện ra. Còn sau này thì em chưa biết. Chúng ta lấy nhau về rồi em cứ thoa thuốc chống nắng nhau nhiều đi. Cái này em công khai với vợ em luôn mà. Anh ở nhà anh buôn bán vậy đó. Có nhiều cô qua lắm, anh cũng không làm gì hết, anh chỉ nói chuyện thôi. Em mà thấy cô nào thích anh ấy, thì đó là do cô thích anh thôi chứ không phải tại anh. Nhưng mà do anh có đáp lại không? Đó, anh rồi. Anh buôn bán nhưng mà anh buôn bán thì phải đáp lại thôi. Rồi, thôi, cứ làm sao đâu. Anh hỏi nè, vợ em có kiểm soát điện thoại của em không? Cực kỳ kiểm soát luôn. Cực kỳ kiểm soát luôn. Em không muốn và cũng không thích, em nói thẳng với vợ em là anh không thích em đụng bất kỳ cái đồ cá nhân của anh nếu chưa được sự đồng ý của anh. Đó. Vợ em chuyên là lục điện thoại. Mỗi lần em nhắn tin với gái là em xóa hết không thấy đâu. Rồi, còn gì nữa? Bóp em cũng vậy, hôm nay có bao nhiêu tiền? Cũng lục, em giấu kỹ lắm, nhiều lúc em giả vờ em bỏ vào túi quần á, có 5 ngàn, 10 ngàn à. Cũng lấy nữa. Lấy hết luôn. Trời ơi, xuống. Bây giờ không lấy ướt sao? Chúng khoe là hôm nay em bắt được tiền. Từng bắt được của ai, lấy của chồng 5 ngàn bạc mà bắt được tiền. Ủa nhưng mà mỗi ngày phát cho nhiêu tiền? Em thì em ở nhà em muốn bán mà, là tiền em cầm hết, nhưng mà tối về em phải ghi sổ. Em ghi sổ xong là bao nhiêu là em phải nộp hết. Nhưng hôm nay em đói bụng quá em
uống ly cà phê. Sao hôm nay ăn nhiều thế? Tiêu chuẩn có ly cà phê hôm nay nhiều thế. Tối cứ lên cứ lại nhà trong tay em biết cả tay em ước gì có cái remote em bấm mất mù tè cái im luôn. Ngày nào cũng vậy mà hôm em xài có 10.000 20.000 cũng hôm nay xài hơi phí rồi đấy. Trời ơi. Mà em cứ hễ em không thích nghe là em nằm em ngủ, mà em không được ngủ đâu. Em nằm lúc 11 giờ và đến chắc phải 2 giờ sáng mới được ngủ. Cứ lè nhè bên tai như cái kiểu mà đài mà bị sóng mà bị chập chờn á, nhũ sóng á. Cứ hoài luôn á. Mà vợ em có nóng tính không? Em nóng tính lắm mày. Nhiều lúc không kiểm soát được bản thân em. Đang cầm cái gì đó mà em nói mà phật ý ấy, mà có thể ném cái đó xuống đất hoặc dục tùm lum hết luôn. Đang rửa chén mà cầm cái chén lên em cũng sợ sợ em lao là em đỡ luôn mà. Bé có bao giờ bị bé kia đánh không? Đánh đòn thì chưa đánh nhưng mà nhéo về cắn thì nhiều lắm. Tay em là biết bao nhiêu vết bầm rồi. Mà em có bao giờ đánh lại không? Em không bao giờ quấn vợ. Em chỉ nói thôi mà em nói không được. Em gọi điện mẹ vợ em mét à. Trời em sao mà nhìn em vậy mà anh không nghĩ là em vậy. Em giữ chứ mà anh là còn người khác thì lắm. Dễ thương hết mà em đâu thấy dễ thương với em đâu. Em sợ luôn mà. Đây là nước tràn bờ đê đó. Dạ anh đăng ký. Nước tràn rồi em đăng ký. Anh đăng ký rồi anh tố cáo em. Tất cả các cái tính tình của em đăng ký hết. Bọn em không đụng cái gì trong cái bản đăng ký hết. Dạ em còn muốn nói gì em cứ nói đi. Em nói nhiều lắm. Hôm nay đây là em nói sẻ em nha. Còn gì em nói nữa đi em. Nói đợi. Nói đi. Sớm muộn gì tối nay em bị đánh à. Em không biết em bị đánh. Nhưng mà em cũng sợ em đánh hoài em cũng lì rồi da em giờ nó cứng da cao hoài em đổ sợ đây rồi. Nhiều lúc cào đây nè mấy người kêu bị té hả? Sao mấy người kia biết chắc vợ cào nè, đậu mèo cào á. Mà nhiều lúc đánh em đánh vô chỗ hiểm đánh ghê lắm. Mỗi lần đánh em là em phải lấy tay che hạ bụng trước rồi làm gì làm. Tội nghiệp em quá 12 bến nước. Rồi bây giờ hết chưa? Đã chưa? Thì ảnh thì mê đá banh. Có nhiều lúc mà ở nhà buôn bán mà hôm đó em mệt em mới không có coi quán cho ảnh được. Em nói anh muốn đi đá banh thì anh đóng cửa đi, sẵn sàng đóng cửa đi luôn. Rồi còn gì nữa không? Chắc hết. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Việc nhà thì phụ vợ chủ động làm, không phải nhắc để mất công rồi la nói cọc với ảnh là ảnh không làm. À, rồi bây giờ tới em. Ao ước và ước ao thôi, em ước ao và em bớt nóng tính đi một chút. Nhiều lúc vợ cầm con dao mà chồng cũng sợ, chồng cũng phải né. Thì sợ hẻo. Không sợ ném dao luôn á. Em sợ. Mình nhiều lúc liều không nghĩ tới bản thân gì hết. Bực nóng lên là làm tùm lum hết. Đôi khi tự cắn tay mình cắn cho đau để em thương. Nó chơi hành hạ bản thân không à. Mệt lắm. Em, ví dụ như là cái tình trạng mà không cải thiện với hai vợ chồng vậy á, tụi em nhắm tụi em chịu đựng nhau được bao lâu nữa? Em thì em có thể chịu đựng được, còn cô ấy thì sao thì em cũng không biết được. Chắc giờ không cải thiện được thì chắc cũng chịu thôi chị. Có nghĩa là vẫn chấp nhận những cái điều đó ở nhau, coi như là chồng vẫn giữ cái cá tính của chồng, ngược lại vợ vẫn giữ cá tính của vợ, thì em vẫn chấp nhận là chịu đựng nhau đúng không? Thì gia đình hơi ồn ào một tí. Nói chung là hơi ồn ào một chút thôi, nhưng mà em có thể chấp nhận được đúng không? Dạ chấp nhận được. Như vậy có nghĩa là tụi em rất là yêu nhau. Còn những cái điều vừa rồi mà vợ em biểu là nước tràn bờ đê chỉ là những cái mà tiểu tiết nhân cơ hội này nói ra cho vợ nghe để vợ hiểu là chồng không thích cái này, chồng không thích cái nọ, ông thích cái kia, với một hy vọng mong manh là nếu sửa được thì tốt. Thì thôi đó, bây giờ nè, tụi em yêu nhau cũng lâu rồi và tụi em đã chấp nhận là đồng hành với nhau cho đến suốt cuộc đời. Bây giờ nếu mà mình đã yêu nhau như vậy thì những cái gì mình có thể làm cho nhau bớt những cái bức bối, bực bội rồi những mệt mỏi đi thì mình cố gắng. Tại vì khi mình còn có nhau thì mình phải biết trân quý những... Tại vì thực ra thì cái cuộc sống của mình, nhất là đối với thời điểm hiện đại bây giờ, là cái áp lực cuộc sống quá nhiều. Nó đè nặng lên cả công việc của vợ lẫn chồng. Thành ra là khi mà mình có thể làm cho nhau được hạnh phúc á, làm cho nhau được vui thì mình cứ cố gắng tranh thủ. Nhất là khi mà đang còn son rỗi, chưa có em bé, thì nên dành cho nhau nhiều chút. Đó, theo chị là như vậy. Rồi nhân đây thì anh cũng xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui nghe. Và mọi điều tốt lành sẽ đến với hai vợ chồng. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Dạ, cảm ơn tụi em. Trời ơi, cưng vợ quá à. Sợ vợ té hay sao vậy? Tôi nhìn thấy chú rể, tôi có cảm giác giống như là hình như đã gặp ở đâu đâu rồi thì phải. À, nếu tôi đoán không lầm là bạn giống Lục Tiểu Linh Đồng. Đúng. Chính xác. Trời ơi, thiệt hay quá à. Em tên là Vũ Tài, 33 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Em tên là Thanh Ngọc, 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. À, nghĩa là lớn nhau 8 tuổi.
Rồi ấn tượng đầu tiên gặp nhau thì như thế nào? Đầu tiên thì em gặp cô ấy tại đám cưới của ông anh làm chung công ty. Thì ngồi bàn nói chuyện với lại mọi người trong bàn, thì mới ngước nhìn lên sân khấu thì mới thấy một cô bé mặc cái váy ngắn trên đầu gối. Nhìn xuống nữa thì thấy cái chân hơi dài dài. Cô bé mà váy ngắn chân dài đó, váy ngắn chân đó dài là ấn tượng đầu tiên của em đúng không? Ngược lại người vợ là ấn tượng người chồng cái gì nè? Đầu tiên thì nói chung em không có ấn tượng ảnh gì hết đó, tại vì mình đang đứng nói chuyện với ông chú, tự nhiên ảnh đâu ảnh đi tới lù lù đi tới, thì lúc đó đang mang giày cao gót nữa, thì anh này nhìn xuống, tự nhiên mình nhìn xuống mình thấy ảnh thấy trên đầu thì hói hói, tướng thì lùng lùng, nên thấy không có gì để ấn tượng nên ảnh mời vô ghế nào nên em cũng không. Ủa em đang né cái chữ đầu tiên nghe, hói hói né đi. Tại vì nó sao gặp anh này có vẻ như hình như gặp anh đâu rồi, hình như là đồng cảm tương lân hay sao. Sau đó thì ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em là người chủ động. Anh rồi. Xin số điện thoại em với nó là 3 lần. Lần đầu tiên em không cho, lần thứ hai nhất định không cho, lần thứ ba sau đó thì có ông chú á, là ông sếp của ông xã bây giờ làm chung á, thì kêu là thằng này nó cũng tốt lắm, con nó cũng được lắm, thôi cho nó số điện thoại đại đi. Trong cái đám cưới đó luôn? Dạ đúng rồi. Trong thời gian đầu lần thứ ba mới quyết định cho số điện thoại. Sau đó về nhà thì lúc đó đi đám cưới về mệt quá, em đang nằm chuẩn bị ngủ thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới, thì em cũng bắt máy lên, thì ảnh mới nói là alo anh nè, anh vừa xin số điện thoại của em nè. Lúc đó em xin lỗi, anh lộn số rồi, cúp máy luôn. Rồi vẫn kiên trì chứ? Phải kiên trì. Tự vì là mình thấy gọi không được là cổ nói lộn số rồi, mà cổ mới cho mình nghĩ là kêu quá, thì mình quyết định là mình xin cái số điện thoại bàn, mình chơi chiêu chút xíu. Ủa mà sao có số điện thoại bàn? Đang mệt quá, mơ mơ màng màng á, tự nhiên anh gọi điện thoại, em cho anh xin số điện thoại bàn nhà em nha, cho luôn. À có nghĩa là bạn đang xây ke đúng không? Đừng... Sáng thì em nhận được một tin nhắn, thì anh nè, anh hôm qua anh có xin số điện thoại bàn nhà em, anh có gọi vô điện thoại bàn em nhưng mà không phải em bắt máy. Mà như là mẹ em bắt máy nên anh cúp máy rồi. Thì sáng đó cũng nghe mẹ có nói là đêm qua có thằng nào nó khùng khùng sao á. 2 giờ sáng nó gọi điện thoại, nó phá máy nhà mình. Thì nghĩ ngay là anh ta chứ mai hết. Anh ta mới nhắn tin, cái tin nhắn nó còn một cái nữa là anh nói là tối nay anh gọi cho em nhớ bắt máy nha. Cái đầu tối đó em có gọi đợi điện thoại của ảnh cũng đúng 2 giờ mấy 3 giờ sáng gọi cho em tiếp. Trời ơi, 2-3 sáng gọi chi mà cái giờ mà nghiệt ngã vậy? Giờ đi làm không biết. Có nghĩa là anh ấy cứ nghĩ rằng khi anh ấy làm là mọi người đều thức giống như anh ấy cả. Mà ngay cuộc điện thoại đầu tiên là rủ đi uống cà phê. Gì à? Rồi em có chấp nhận không? Có, tại vì em chấp nhận đi rồi mất công đi với ảnh, tôi nói cho ảnh biết để tối anh khỏi gọi cho nhà mình nữa. Nói tóm lại là em bị khủng bố quá, em đi cho rồi đó. Phải không? Vô cà phê ổng làm gì? Đi cà phê thì mới thấy ảnh lãng xẹt, vô thì kêu 2 ly nước ra, ảnh ngỏ uống hết ly nước của ảnh, anh không có mời em. Cái uống xong mình quay qua thấy ảnh đang ngồi ngủ. Ngồi ngủ gì nè, cái em mới hỏi là ủa anh sao anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt anh ngủ vậy? Anh vừa nhắm mắt anh vừa trả lời không, em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. À, anh nghe mà ở nhà bà nội anh cũng vừa ngủ rồi nói chuyện với anh vậy á. Trời ơi. Trời, tôi chưa thấy một người đàn ông nào đi cua ghệ mà vô quán cà phê mà nhìn mặt cái người bạn gái mình mà ngủ gà ngủ gật kiểu đó. Em hỏi là bộ em nói chuyện chán lắm hả ông đấy? Ừ cũng hơi chán chán. Ông công nhận thật tình thiệt. Nói thẳng luôn không, vậy đó. Lúc em nghĩ sao? Em nghĩ cái ông này cũng lạ lạ kỳ kỳ. Nhưng mà nói chuyện lúc nào cũng nói thẳng vô vấn đề, có cả yêu đương cũng nói thẳng vô vấn đề vậy. Không lẽ có thẳng là ê yêu không? Hả? Dạ không, cũng hết đến nỗi vậy. Anh mới nói là anh chưa có bạn gái thì em chưa có bạn trai thì hai đứa mình quen nhau đi. Nhưng mà anh hỏi trước chứ trước đây em có quen ai chưa? Cái em kêu là trước đây em cũng có một quen một người. Cái anh kêu là vậy chứ hai người có cái gì chưa, có tiếng xa hơn chưa, nói đi để có gì anh biết, để anh ví dụ như mà anh tránh được thì anh tránh, không tránh được thì anh tới luôn. Ví dụ xảy ra rồi sao? Nếu mà xảy ra rồi thì để mình biết đường, để mình còn phải là rút đúng không? Rút. Em cầu hôn vợ của em bao lâu thì đến 6 tháng. Anh cũng chưa muốn hỏi cưới em đâu. Ủa sao kỳ vậy? Dạ cũng do cái dịp về Bến Tre chơi gia đình ảnh á, nghĩ là lên là sẽ hỏi cưới, nhưng mà lên thì ảnh lại im, ảnh không hỏi cưới thì cha cứ sợ là chắc thằng này nó lừa con mình hay sao á, nên không cho vô nhà chơi. Thì bữa đó hai đứa trốn đi chơi, em cũng nói với ảnh là giờ cha nói gì đó gì không cho quen nữa, vậy chứ anh có muốn cưới em không? Cái ông kêu là có. Cái em nói vậy thôi sao giờ anh không cưới em đi, cái ông kêu là giờ vàng lên quá không có tiền cưới. Cái xong cái em mới nói là
mà để lâu quá vàng lên nữa là anh khỏi cưới luôn. Suy nghĩ chắc có lý hay sao. Ổng về cái qua ngày sau cái ổng gọi điện thoại cho em, cái ổng kêu là ừ em ơi khoảng tuần sau ba anh bước qua hỏi nha. Thì ra sợ vàng lên để cưới gấp. Có nghĩa là chị hiểu rằng á là em rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề tìm hiểu và đi đến hôn nhân, đúng không? Yeah. Mọi chuyện đối với em là phải hoàn hảo tất tần tật mọi thứ. Thế thì sau khi mà cưới rồi á, cái điều mà em thấy bất ngờ ngạc nhiên về vợ em là cái gì? Rất là bạo lực. Là sao không? Là không sao? Hiểu sao? Cụ thể là khi mà mỗi lần mà em đi nhậu về đó thì hay là đánh nguội. Đánh nguội hả? Ủa đánh nguội là sao Thuận? Đánh nguội. Giáo là em đánh hơn vậy. Trời. Đúng rồi. Ví dụ như một cái trận đánh nguội của em nói với anh nè. Chồng em sống về đêm. Đi nhậu về đêm không à, khoảng 12 giờ mới về. Vừa về em đóng cửa, em đâu cho vô đâu. Cái xong gõ cửa, vừa mở cửa ra em vút một phát một cái văng xuống hai tầng. Văng xuống tầng. Cầu thang. Trời đánh nguội ác vậy. Bạn có thể diễn tả được cái cảnh mà bạn bị đánh nguội là sao? Đồng ý không nào? Cảnh nó căng thẳng quá. Thử coi, thử đi. Thử đứng lên đi. Đó. Đứng lên đi. Đứng lên đi. Trời ơi, vợ nó chủ động nhiều quá hay rồi đúng không nào? Đứng lên. Để cho mọi người học đó, hỏi. Đó, đúng rồi. Vậy? Đâu đánh người ta đâu. Vụ gì đang đứng vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Cái đâu mà đánh người nó mà đạp lộ liễu. Chị mà như em á là chị không có dám đi nhậu nữa đâu. Chị cực khổ về bị quýnh nguội hoài. Rồi quýnh là sao? Rồi nằm đó luôn hay là sao? Lăn xuống rồi. Dạ, ổng ngồi đó xong ổng gõ cửa kia. Em ơi mở cửa. Cái xong cái em mở cửa cho ổng vô. Thì ổng vô, ổng đang nằm ngủ á. Ổng đang nằm ngủ cái em tức quá, em không nói chuyện được. Em quất phát vô mà hai cái. Xong cái ổng... Vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn của em với bà xã sao? Mong muốn của em á là dịu dàng hơn. Là không còn đánh chồng trong lúc mà chồng nhậu hơn. Cái thứ hai nữa là kỹ hơn trong cái làm việc hàng ngày. Ảnh nói là em không có kỹ tính nhưng mà thật ra là do ảnh quá kỹ nên ảnh mới thấy em không kỹ thôi. Giống như em rửa chén xong cái anh kêu em mở đèn lên coi chén còn dơ không, cái anh lấy cái tay anh vuốt cái đít chén cái anh kêu nè anh chia vô tay em á còn dầu này rửa lại đi, cái anh kêu thôi anh đi rửa đi. Nói với em lau nhà xong cái anh kêu trời ơi lau nhà gì bụi không mà, cái ảnh lại cái ảnh kêu thôi đưa đây để anh lau cho. Phơi đồ cũng vậy nữa. Phơi đồ cái em lấy em phơi đồ em giặt đồ xem em phơi cái ảnh kêu thôi được rồi đưa đây để em phơi cho, không ai phơi đồ sạch bằng không ai phơi đồ khô bằng anh. Cái em nói ừ thôi anh làm luôn đi. Và từ đó về sau là ba cái việc đó là ảnh sẽ làm. Mình nói đây là nói với tính cách là để mà dạng như khắc phục. Ví dụ như là mình phải làm cho nó tốt. Dạ. Đâu có ai chê em giữa chén dơ, đâu có mình ảnh chê em giữa chén dơ. Còn cô vợ? Còn em thì đầu tiên là em muốn ảnh là không nhậu nữa, bớt keo kiệt lại. Có một cái ảnh keo kiệt lắm. Keo kiệt? Phải không? Với gì? Với vợ hả? Dạ đúng rồi. Đầu là ảnh xin xuống tại bàn em là em cũng nghĩ là không đến nổi đâu nha. Nhưng mà khi mà cưới về em còn phát hiện hơn nữa. Vừa cưới về, trước khi cưới thì ảnh kêu là đám cưới xong anh sẽ dẫn em đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đó. Cái tới chừng cưới xong cái em nói ủa anh cưới xong rồi mình đi đâu, ảnh kêu đi cái gì trời ơi giờ đi tốn tiền tốn kém chẳng được gì hết trơn mệt người thêm ở nhà cháu khỏe. Có khi nào đó là tiết kiệm không? Có khi nào là tiết kiệm không? Sao em không nghĩ đó là tiết kiệm mà là nghĩa là keo kiệt? Như là ảnh mà muốn đi ăn á, cái gì mà ảnh rất là thích ăn, ảnh tìm mọi quán cái nào cũng được á, ảnh kêu em đi ăn cái này nha mấy trăm một phần cái gì đó thì ảnh cũng ăn. Nhưng mà mua đồ cho em hả này cho con em, cái ảnh kêu trời có nhiều quá mà mua làm chi nữa đâu có xài đâu. Hoặc là ảnh mà cái gì về bản thân ảnh là lúc nào ảnh cũng rất là phóng khoáng vậy đó. Ồ rồi đúng không vậy, sao cười tủm tỉm vậy ông? không có đúng lắm thì cái ăn uống thì cũng là chung gia đình thôi. Là cái chung của gia đình chứ đâu có phải bản thân. Cái thứ hai nữa là về cái mua sắm quần áo giày dép gì đó thì thực sự nhiều quá thì có mang cái tính lãng phí đúng không? Tức là trong đầu em đã nghĩ là em tiết kiệm cho gia đình chứ đâu phải nghĩ keo kiệt. Theo em á thì như vậy là keo kiệt hay là tiết kiệm? Một phần cũng có thể là do bạn tiết kiệm mà bạn tiết kiệm quá mức ha. Đôi khi cũng phải tặng vợ mình một món quà gì đó. Một năm như vậy thì hoa gì đâu. Một năm vậy thì em tặng quà vợ em bao nhiêu lần?
thì thường thì tặng chỉ một lần trong cái ngày sinh nhật của vợ. À, tức là một năm là một lần thôi. Ừ. Trong khi là một năm là chúng ta cũng quá nhiều ngày lễ. Lễ tình nhân nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3 nè, rồi 20 tháng 10 phải không? Đó, 20 tháng 10 nữa. 20 tháng 10 bỏ đi. Kỷ niệm ngày cưới nè. Kỷ niệm ngày cưới nè. Rồi bây giờ lấy 3 ngày thôi, chịu không? Lễ tình yêu nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3. Chịu không? Từ 1 mà lên tới 3 rồi đó. Bây giờ chỉ có được ngày sinh nhật thôi, còn mấy ngày kia thì bây giờ chị mới đăng deal nè, đăng deal giá cho em nè. Deal đó, deal. Bây giờ ba lần trong một năm em chịu không? Được, sắp sửa tới. Em sao? Thôi em giảm xuống còn 2 đi. Thôi ba đi, cái đó là 5 đó, đăng deal là 5 đó. Mà bớt cho em 2 đó. Ba lần đi. Đủ đúng không? Đó, còn em á, một tuần được một ngày nhậu. Một tuần được ngày nhậu chứ anh nhậu 24 giờ luôn á. Không, em cho tiếng chứ. Sao em được không? Lục Tiểu Linh Đồng cười không? Được, được phải không? Được. Em nhậu làm sao mà về em vẫn biết là vợ em chuẩn bị quýnh em để mà em thủ thế. Đó, đó là nhậu sao mà có kiểm soát. Có kiểm soát, đó, đúng không em? Thôi, hai bên phải thể hiện không, đi chứ. Nhưng mà riêng cặp này là nãy đánh rồi bây giờ phải ôm đó. Mới được, mới quề được, đúng không? Đúng không? Tại vì đạp cái quá mạng mà. Đó, bây giờ là phải ôm, siết. Hồi nãy đạp cái quá mạng thì giờ phải ôm cái quá tình cảm. Đó, mọi người giơ tay nào, ôm đi, ôm đi. Mày nói không có ôm. Trời ơi, đất ơi, đau quá. Nãy em đau quá, em ôm cho bớt đau xíu. Đó. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. À, em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm. À, năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. À, cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? À, em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. À, và em đánh DJ thêm. À, có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa em hát nhóm nào vậy? Giới em thiệu hát luôn nhóm đi. The Queen. The Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm đó nghe. The Queen. Rồi mời ông xã. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Dạ, hiện tại công việc là em đang là quản lý cho nhóm hát. Của dạ. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của một anh quản lý đó. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Sao? Dạ. Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ không. Cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Thấy không? Khoái cười. Khoái cười chứ nó nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng bộ. Lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi. Vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó. Cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ là trước khi mà em biết ảnh á là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Nhưng mà lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật. Chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? À nếu mà tính ra là cũng 14-15 năm. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh xinh. Xinh hơn mặt bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không lòng bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh là em thích liền dạ. Không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chị biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không?
Đâu, à, hồi xưa là hot boy. Hot boy. Còn em sao? Em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc... Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều, mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng, là tin tưởng an tâm đúng không? Đúng rồi. Mình, dạ đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á, dạ, là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của ảnh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa, dạ, nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự, nói chuyện cũng rất là dễ thương, nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm giác em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp ảnh cách đây là ba mười mấy năm. Lúc đó em học lớp lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường làm mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà tâm tính nó mưa nắng lắm, mà nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Nên em là... có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ, nó chứng tỏ ra đây là ớt. Có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Nghĩ hả? Dạ. Rồi sao quen? Tại vì, nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Ôi vậy? Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính? Mà dính không? Chà, vậy lý do phải... gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á, ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia, em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im, nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại... Vô tình những cái thằng im im nó lại là gây chú ý. Dạ đúng rồi, cố tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy anh mấy đứa em á rủ đi đi chùa đêm giao thừa, mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi, mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn, có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ đơ đơ, thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là lúc đó là quen luôn. Lúc đó quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mời 17, 18, 17. Trời Phật chứng giám. Đó. Bùa ra xong là coi như là quen luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi làm sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đào hoa không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có khi như vậy, như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn. Có không? Không chị, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường. Nhưng mà những bạn gái cũ hay nhắn tin rồi ngủ đi ăn sáng thì nào. Cái vô tình thì em phát hiện thôi. Thì em mới biết. Chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái sau em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy tin nhắn rồi, bà cũng ngủ gọi đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt phát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ, hay là có những lúc nào mà hờn giận chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận chứ. Dạ. Mà ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng... Có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh, hoặc là anh chọn em, hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần.
2 tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào rồi anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà thì ca sĩ này nọ kia lên tập thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại xong rồi em lại ghen ngược lại nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt, nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên kia đi. Tội để... sao? Không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn, đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ông biết là đâu phải là không có anh em không có ai. Nhưng mà đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á thì em thấy là thôi mình phải như thế nào phải rõ ràng. Đó, thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nói ổng quyết định ổng chọn em thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi cũng chọn anh. Rồi như vậy bến bao lâu thì tại vì lúc đó là em còn thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ. Thì, nhưng mà gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám sợ đến bị ảnh hưởng tới việc học việc của học em hành. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Giống như ở nhà, rể trước như nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một dạ, người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ nấu có. Ăn luôn đó anh. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, 2 năm. Năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ. Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ vậy đó. Bác sĩ bỏ cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á, bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó, cái nói cái bài em nghe, cái bài em mới kêu ổng ra nói con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi tự nhiên lại bớt bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba, ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba ảnh. Cái xong mới qua hỏi cưới. Lúc em nhắn tin nói với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Dạ. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Dạ. Nhắn cái tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi. Khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ô vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính đó, lúc ba gặp dạ. Em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ cơ dạ. Chị đó
coi như là cây cao bóng cả của chị đó. Dạ, đúng vô rồi. Bởi dạ. Vì gia đình là ưng liền đó. Chúng là cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời, 22 tuổi chưa bao giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp các lúc đó còn chưa có cái gì, thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Ừ. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á, để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, vậy chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Tại đi cũng một 10, năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8. Vậy là sao? Ủa gì có đám cưới đâu. Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy mình... là vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Tại được 5 ngày, về được có 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 mà ngày còn tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, dạ tính ra là 19. 19 à, đúng không? Rồi, như vậy khóc là đến nay không? Là... Khóc dữ không? Dạ, dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Dạ. Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Dạ. Ủa em... tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13 năm. 13 năm anh. Dạ. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn dạ. Luôn rồi. Em về dạ. Là em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Ừ. Ở các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm đó đúng không? Người nếm kinh nghiệm. Sao Đạt? Nói thôi em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày cưới dạ, đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung luôn. Là có trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ, mười mấy năm mà chứ đâu phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong khi trường nào? Hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó là cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Ồ, mới đây. 8-9 năm. Dạ rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị, nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được, cái cuối cùng thì không quản lý đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ, rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó, rồi em phát hiện tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nó giấu run rẩy lắm, không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà tối ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn đó. Cái xong em gần mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại, rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có đó. Cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi em mới dính. Đó, rồi xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết.
cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi đúng rồi chị là đó là phát hiện ra là xong, bạn này thôi đó dạ xong rồi em kêu em nói chuyện với ba mẹ em được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết em không có tự giải quyết mình rồi sau đó rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không anh trai nắng luôn dạ không tại vì lúc đó cũng lớn rồi em không có cái cư xử đó nữa còn lúc kia là còn nhỏ dạ đúng rồi tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa mình phải suy nghĩ cho con mình lúc đó em sao Đạt có năn nỉ có giải thích hồi gì hộp sợ hãi chứ có sợ gãy đổ chứ. Không có năn nỉ chứ rồi ba mẹ cũng kêu qua ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện rồi tao cấm mày vậy đó không được vậy mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa chứ cửu quyền thất tổ dạ, đúng không? Là cái đó là không có chối anh thôi. Nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em dạ đúng rồi tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không rồi, sợ thôi, rồi chúc mừng sợ tới giờ luôn thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha rồi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ đi em vụ ơi kia đi. Cái đại hội vạch mặt em đi. Biết cái vụ đó không vụ đó là cái vụ ăn tiền nữa cho Đạt nói trước đi Đạt sao em nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà em hiền 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không xấu gì không em nói thiệt xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm dở về nấu nướng giặt giũ tất cả mọi cái dở lắm công chuyện nhà dở dạ dở là không biết làm không gì biết hết nấu là sao? Luôn không biết làm chỉ biết nấu được hai món à mì trứng mì tôm với lại chiên trứng thôi trời hai món khó quá em không, chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó có những người chỉ biết luộc thôi sao còn có biết rửa chén không ít lắm thôi cái con em nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi cái mà ngoại hỏi một mẹ mày rửa được mấy lần dạ hai lần luôn á trời ơi rửa được tới hai lần trong 13 năm nó ghê thiệt chứ quá nhiều luôn số lượng quá nhiều không biết về nữ công gia chánh đúng không dạ rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè nói chung là cái gì em cũng làm hết á về nhà là em làm hết cho anh tính mà tình còn thì sao giờ em còn tật xấu gì nữa không dữ lắm anh ơi dữ lắm dữ thì mới giữ được em đó đúng không cực dữ cỡ nào đâu em nó dữ là dữ như thế nào cực dữ chửi em dữ lắm nhưng mà cũng không có tục ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao em có phản ứng không hay là im lặng em im à. Em im xong nghe rồi em bỏ em đi uống cà phê vậy đó vậy là nóng tính đúng không dạ, giờ em là lắm. Nóng tính đúng không giận lâu không buổi trưa là xong rồi chiều về là đi thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi nóng rồi xả ra xong là hết dạ. Đó trưa về ăn cơm là xong rồi ừ. Còn gì nữa không không có biết làm việc nhà nhiều nè rồi nóng tính nè rồi còn gì nữa không nói chung là kiểu ai đó thôi chứ có hay nói đi nói lại một vấn đề không dạ có chứ nhai đó nhai đó nhai mới nói nhiều đó có nhai là chuyện cũ không em dạ không à, được rồi anh nhưng mà cái đó được á dạ. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói đó. Rồi tới em đó không là nhiều lắm tại vì em thì không thích nhậu nhẹt mà tối là cứ nhậu miết à tại ngoại giao á bạn ngoại giao bè, để kiếm show ngoại giao rộng dạ đúng rồi đó cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao cho mình biết này không đó nhậu cứ mỗi lần nhậu về là em la mà em la là là tới sáng trời ơi giọng thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em mà tưởng tượng đi về bác ngồi bác cứ lải nhải hoài cằn á cằn nhằn hoài tới trưa luôn. Ngày hôm sau luôn anh mà em ngủ được không á cái quan trọng là ông có ngủ được không mà vậy mà nó vẫn phải ngủ em này xỉn rồi, em ngủ hết. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á chứ còn cằn nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á thì em không thích em nhậu nhẹt nhiều rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa thứ nhất rồi thứ hai là ngủ á khi mà kêu dậy á một cái có công việc cái gì á kêu chừng ai luôn khó dậy ngủ vậy đó ngủ qua ông ấy đó hồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền cái vợ đó, không cái đó tật rồi tật dạ đúng rồi hai em nhậu thì xong về có làm phiền vợ không bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi không alo em ăn cái gì không anh mua về cho em ăn
cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Đang mà trong khi quạo, đúng quạo luôn, mình đang ngủ mà đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giác nữa đó. Cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya, mà mua một lần mua về mua 2-3 phần đó cho ai không... ăn dữ vậy. Ổng ăn à. Ổng ăn 2 phần. Ủa, cái tật mà nhậu em xong về khuya hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh gì á bạn. Anh em cứ dạ. Hai cái đầu đồng cái đầu ghê hồn luôn. Dạ rồi sao nữa cưng? Đó cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng anh à. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Dạ, chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em làm giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Ờ, bớt sao không nhậu có thêm lại. Nữa? Phải bớt em... nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng trai. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết của đứa con trai. Mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời người ta rượu bổ. Đúng rồi, đúng rồi, cái đó được đó. Bổ. Rồi giờ Đạt muốn muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Ờ đúng rồi đó, đúng rồi. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn cử nhử nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Dạ. Tuần chị... 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Không, im. Em im. Hay im xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á, là em sẽ không... có tính mấy cái vấn đề khác nữa. Okay. Rồi. Dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lợi. Dạ. Em bớt lợi cái bé nó cũng bớt lợi. Dạ. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Dạ. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Dạ. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng nó hát em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời dạ. Ơi. Trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường. Nghe. Dạ, dạ. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.